Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Vặt TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm trà sữa Thái bằng bột trà xanh matcha ngay tại nhà, đảm bảo ngon, bổ, an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn tiết kiệm nữa đấy. Nguyên liệu để làm trà sữa Thái bằng bột trà xanh gồm có bột trà xanh, đường trắng, sữa đặc hoặc bạn cũng có thể chọn sữa tươi, bột rau câu. Chúng ta chuẩn bị cả phần nước lọc nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ cho khoảng 200ml nước vào nồi để có thể đun sôi. Trong khi chờ nước sôi, mình sẽ pha bột rau câu. Mình sẽ cho thêm một chút đường, sau đó mình sẽ trộn lên. Tiếp theo mình cho một chút bột trà xanh vào và cũng trộn đều. Sau khi mình thấy nước đã sôi thì mình sẽ cho hỗn hợp bột này vào. Mình sẽ khuấy thật đều tay. Lúc này bạn có thể tắt bếp nhưng vẫn phải khuấy thật là đều tay vì bột rau câu vốn rất là vón cục. Sau đó thì mình sẽ đổ hỗn hợp này vào trong khay. Mình sẽ đợi phần thạch này nguội rồi sau đó sẽ cho vào tủ lạnh khoảng 30 phút. Tiếp theo mình sẽ cho sữa đặc vào trong nồi nước mới và sau đó mình sẽ đun lên. Sau khi đã thấy nồi nước bắt đầu có dấu hiệu lăn tăn sủi thì mình sẽ cho vào đó bột trà xanh và mình sẽ khuấy đều.
Mình thấy có rất nhiều bọt trà xanh, chính vì thế mình sẽ dùng thìa để hớt những bọt này ra. Ở tùy vào hương vị của mỗi người, chúng ta cũng có thể thêm đường vào đây nữa. Các bạn có thể thấy là mình đã vớt hết bột ra và chúng ta đã được một nồi nước rất chi là xanh và đẹp. Mình sẽ tắt bếp và để nguội. Lúc này mình sẽ lấy thạch vừa để trong tủ lạnh ra, mà mình sẽ dùng dao để cắt nhỏ thành các miếng hạt lựu. Mình sẽ để ra đĩa. Lúc này thì nước trà sữa đã nguội và mình sẽ cho thạch vào trong cốc, đồng thời sẽ rót nước vào trong cốc này nữa. Như vậy mình đã có một cốc trà sữa vô cùng thơm ngon. Bạn cũng có thể cho trà sữa xanh vào trong chai, có nắp đậy và cất vào ngăn mát tủ lạnh thì có thể bảo quản và dùng dần. Như vậy là chúng ta đã có món được trà sữa xanh với thạch rau câu trà xanh ngon đúng điệu và đảm bảo an toàn để cho cả gia đình cùng thưởng thức. Cách làm món đồ uống này rất đơn giản, nhanh, gọn nhẹ đúng không nào? Bạn sẽ vừa có một món đồ uống ngon vừa tiết kiệm được nhiều tiền, lại an toàn và tốt cho sức khỏe nữa. Quá tuyệt vời luôn! Chúc các bạn thành công với món đồ uống ngon tuyệt này nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh Ăn Vặt TV để có thể cập nhật những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.